Chào mừng anh em quay trở lại với 2D Tộc. Tôi vẫn không ngờ là chúng ta đã được xem hết các tập anime mùa đầu tiên của series Chúa Hề Bóng Cười rồi đấy. Đã thế còn có game để chơi cơ. Tôi không phải game thủ nhưng cũng tò mò muốn ngó qua để đào một số tình tiết về chuyện. Ông nào chơi rồi thì nhớ chia sẻ tí thông tin để mọi người tham khảo nha. Còn bây giờ hãy tiếp tục cùng tôi theo dõi những diễn biến tiếp theo của Light Novel tập 5 nào. Khi nghe Alexia nhắc đến ảnh viên, Fenrir nhận xét ảnh viên đến từ thế giới ngầm giống như hội của hắn. Vì vậy, ảnh viên sẽ không thể nhúng tay vào chuyện này với tư cách là phe chính nghĩa, bởi kẻ chiến thắng trong trận chiến này sẽ thống trị thế giới ngầm một lần nữa. Nói xong, Fenrir quay lại với đôi mắt đỏ hoe. Bây giờ, các chế phẩm đã hoàn tất. Fenrir tuyên bố đã đến lúc hồi sinh Diablos. Hắn muốn dùng Claire trước vì nhận được báo cáo rằng cô đang sử dụng một sức mạnh kỳ lạ. Khi bước đến bản phẫu thuật của Claire để kiểm tra, hắn nhận thấy đúng là máu của Claire rất đậm ma lực nhưng lại không có gì bất thường. Hắn quyết định điều tra rõ hơn và ấn ống tiêm chứa chất lỏng màu đỏ vào cổ Claire. Claire lắc đầu chống cự nhưng sức mạnh của Fenrir đã áp đảo nỗ lực của cô. Khi sắp mất ý thức, giọng nói của Aurora vang vọng qua đầu cô. Aurora trách Claire đã làm cô đợi hơi lâu. Ngay sau đó, lượng ma lực dày đặc tràn qua khiến ống tiêm lẫn xích chói đều vỡ ra. Trước ma lực khủng khiếp này, Fenrir cũng phải cảnh giác lùi lại. Aurora bảo sẽ cho Claire mượn một chút sức mạnh. Nhờ sức mạnh của Aurora, Claire đã dùng kiếm phá hủy dây xích trói Alexia. Alexia sau khi tự do cũng nhanh chóng rút kiếm thủ thế trong khi Fenrir đang nhìn thẳng vào Claire. Claire hỏi, Fenrir có biết Aurora không? Như kiểu mày có biết bố mày là ai không? Nhưng trước thái độ tự tin của Claire, Fenrir chỉ khẽ cười và yêu cầu thanh kiếm nanh máu của mình phải phản hồi mệnh lệnh của hắn. Ngay sau đó, Fenrir rút thanh kiếm ra từ trong không khí. Thanh kiếm này còn dài hơn chiều cao của hắn và lưỡi kiếm của nó đỏ hơn máu. Alexia cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ thanh kiếm kia. Aurora cũng cảnh báo Claire hãy cẩn thận vì cô không còn nhiều ma lực. Nếu Aurora sử dụng cơ thể thì sẽ tốn rất nhiều ma lực, trong khi Claire có thể học cách sử dụng sức mạnh của mình. Vậy nên, cách tốt nhất hiện tại là Claire phải mài giũa ma lực của mình bên trong cơ thể. Thế là chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cô đã cảm nhận được hai thế lực ma pháp hòa quyện vào nhau. Nhờ đó, Claire đã thu hẹp khoảng cách giữa họ trong một ràng buộc duy nhất. Claire ra đòn tấn công, nhưng Fenrir đã bắt được đường kiếm của Claire một cách nhẹ nhàng. Ngay lập tức, Claire điều khiển chiếc xúc tu đỏ từ cánh tay phải cuốn quanh răng thành nanh máu. Fenrir chỉ có thể vung nanh máu để xúc tu vỡ ra. Sau đó Claire bước vào trong phạm vi tấn công và tránh những đường kiếm từ đối thủ, đồng thời chém lên người Fenrir. Nhưng Fenrir lại dễ dàng chặn lại bằng chuôi của nanh máu. Hắn mỉa mai rằng dù Claire đã giành chiến thắng trong lễ hội Buchin một lần, thì cuối cùng năng lực của Claire cũng chỉ như đường kiếm của trẻ em. Dứt lời, hắn lật nanh máu nhằm làm chệch hướng thanh kiếm của Claire. Claire bị chuôi kiếm đánh một cú vào cằm khiến cô phải nhảy lùi về phía sau. Khi Claire mất cân bằng, Fenrir định dùng một đòn thật mạnh nhưng đột nhiên hắn ngừng di chuyển. Có một thanh kiếm đang đâm vào vai trái của hắn ta, đó là Alexia. Xem nữa thì Fenrir đã bị mũi kiếm của Alexia đâm xuyên tim. Fenrir rút răng nanh máu và lùi lại một bước. Hắn không hề để tâm đến vết thương đang chảy máu và tiếp tục vung nanh máu. Alexia đã sẵn sàng chặn đòn tấn công đó. Đáng tiếc chuyển động của cô không đủ nhanh và ma lực truyền trong lưỡi kiếm cũng thấp. Không có cách nào mà cô có thể chặn nhát kiếm từ Fenrir. Nanh máu nghiền nát thanh kiếm của Alexia. Nhận ra điểm yếu chí mạng này, Alexia đành lùi lại nửa bước rồi thay đổi góc của thanh kiếm để ra một đòn bất ngờ. Sau đó cô phản công với những chuyển động ngắn gọn nhất cùng ma lực nhỏ nhất. Thật bất ngờ là cô đã chạm được vào Fenrir. Tuy nhiên, Fenrir đã dùng một chân để giữ thăng bằng và né được sát thương từ đường kiếm của Alexia. Với một rung động khủng khiếp, sàn nhà bị nứt dưới góc chân của Fenrir. Hắn nhanh nhẹn lấy lại thăng bằng với những chuyển động một người bình thường không tài nào làm được. Thanh kiếm của Alexia xuyên qua không khí và để lại một vết xước trên má Fenrir. Dù không phải vết thương lớn gì nhưng anh em hãy nhớ Fenrir là ai. Một nhân vật cấp cao như hắn ta mà lại dính đòn từ một cô gái trẻ chắc chắn không phải là điều đơn giản rồi. Có thể thấy từ thanh kiếm của một người bình thường từng được so sánh với công chúa Iris và bị coi thường đã được Alexia rèn giũa một cách sắc sảo. Fenrir đã nhận ra năng lực của Alexia, hắn ta tuyên bố mình sẽ nghiêm túc từ đây. Lúc này bầu không khí chợt thay đổi, bất kỳ ai cũng thấy được một lượng ma thuật vô hạn từ bên trong Fenrir. Hắn cũng bắt đầu thay đổi ngoại hình, hay nói đúng hơn là trở lại hình dạng vốn có của mình, tóc trắng làn da nhăn nheo. Nếu ngoại hình lúc trước khiến người ta ngại tấn công vì quá đáng yêu, ngây thơ, thì giờ đây cũng như vậy tại vì Fenrir nhìn quá yếu đuối. Có cảm giác như nếu ai đẩy nhẹ hắn cũng sẽ ngã lăn ra vậy. Ai nghĩ vậy thì nghĩ chứ cho tiền Alexia và Claire cũng không dám đánh giá thấp hắn. Trái ngược với ngoại hình hiện tại, sức ép mà Fenrir tạo ra đã tăng lên rất nhiều. Vâng, hãy cùng rút kinh nghiệm từ vụ Gemina-Sanen để không coi thường mấy đứa nhìn gà gà anh em nhá. Thân phận thực sự của Fenrir cũng được Aurora tiết lộ ngay sau đó với sự lo lắng cực độ. Mồ hôi lạnh chảy dài trên má Aurora và cô thầm thì rằng đó là quỷ Midgar. Quỷ Midgar là một kẻ sát nhân đáng sợ ở vùng Midgar từ rất lâu về trước. Lý do khiến hắn đắm chìm vào bộ môn giết người chính là vì muốn tăng sức mạnh của chính mình. Cơn ác mộng của vùng Midgar giờ đây đã trở lại với năng lực còn đáng sợ hơn xưa rất nhiều lần. Fenrir cũng nhận ra người đang đồng hành cùng Claire, Aurora, hay còn được biết đến với cái tên phù thủy của tai ương. Aurora nhắc Claire phải tập trung để theo dõi cách mà kỹ thuật của Fenrir hoạt động. Lúc này, nanh máu của Fenrir giãn dài ra và lưỡi kiếm biến hình thành một cây roi cuốn lên cổ Claire. Claire vẫn rất bình tĩnh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt cô chuyển sang màu tím, cùng với đó là hơn trăm xúc tu bay ra, làm chệch hướng nanh máu và cuốn quanh Fenrir. Fenrir rất ấn tượng với năng lực của Aurora, trong khi khéo léo né tránh những xúc tu, nhưng hắn cũng không hoàn toàn lành lặn cho lắm. Các xúc tu cuốn lấy cơ thể hắn nhiều lần, biến quần áo của hắn thành một mớ rách rưới. Đang có phòng độ, đột nhiên tất cả các xúc tu đẫm máu vỡ ra và biến mất. Claire quỳ xuống thở hổn hển, chỉ số ma lực của cô hiện tại chỉ còn 36. Fenrir hỏi liệu Aurora đã suy yếu hay hắn đã trở nên mạnh hơn. Aurora mạnh mẽ đáp chỉ là cơ thể hiện tại của cô quá yếu chứ sức mạnh chưa biết ai hơn ai. Dứt lời, Claire bị nanh máu hất bay ra xa. Đợt tấn công này đã vượt qua sức chịu đựng của Claire và đôi mắt tím của cô cũng trở lại màu đỏ như bình thường. Alexia lập tức vươn lên tấn công, chuyển động của cô vẫn rất gọn, trông có vẻ hiệu quả nhưng Fenrir lại ở một đẳng cấp khác. Hắn đã dễ dàng phá vỡ thanh kiếm của Alexia. Fenrir cũng nói 1000 năm là khoảng cách quá lớn giữa họ. Alexia lúc này đang vô cùng tuyệt vọng. Chắc hẳn anh em vẫn còn nhớ thanh kiếm này có ý nghĩa như thế nào với Alexia. Thanh kiếm bị vỡ cũng là khi bức tường kiêu hãnh của cô cũng sụp đổ. Lúc này Alexia không kiềm được mà đã ứa nước mắt. Ngay cả khi Fenrir định kết thúc Alexia bằng nanh máu, chợt có một tiếng huýt sáo vang lên khiến Fenrir phải ngừng tấn công và nhanh chóng rời khỏi phạm vi chiến đấu. Từ xa, một cây bút máy bay xuyên qua mặt đất, Fenrir trông thấy một nam sinh có vẻ ngoài bình thường, nhưng ánh mắt vô cùng bí ẩn. Tất nhiên người đó còn ai khác ngoài Suzuki. Suzuki từ từ bước tới chỗ Alexia và cầm cây bút máy đang ghim trên mặt đất lên. Đi theo sau là Christina. Christina vội gọi Alexia đến bên mình để Suzuki tiện hành động. Hiện chỉ số ma lực của Alexia cũng chỉ còn dưới 100. Alexia cắn môi khuyên Suzuki không nên chiến đấu một mình vì Fenrir rất mạnh nhưng hiện tại hơn ai hết. Christina biết rõ chỉ có Suzuki mới có khả năng chiến đấu, vậy nên cô chỉ có thể cố gắng trấn an Alexia. Khi Fenrir hỏi, Suzuki vừa xoay bút vừa tự nhận mình là học sinh năm nhất tại Học viện Midgar. Chắc vì kinh nghiệm nên khi Suzuki vừa dứt lời, Fenrir đã lao đến tấn công cậu. Suzuki cũng không để mình rơi vào thế bị động mà lạnh lùng tiến vào phạm vi tấn công của Fenrir. Fenrir khẽ nheo mắt trước hành động của Suzuki. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một loạt đòn tấn công liên hoàn từ nanh máu bắt đầu. Dù nhìn lên, nhìn xuống, nhìn trái, nhìn phải, thì Suzuki đều thấy những đường kiếm màu đỏ lao đến với tốc độ đáng kinh ngạc. Mỗi nhát kiếm trong số đó đều rất cầu kỳ và đẹp đẽ, tựa như một điệu nhảy làm say đắm tầm nhìn vậy. Ở trung tâm của vũ điệu từ nanh máu, Suzuki đã sẵn sàng tận dụng cây bút máy của mình. Mỗi tay của Suzuki cầm 4 cây bút, cậu kẹp bút giữa các ngón tay của mình như móng vuốt. Vậy là giờ cậu ta có chúa hề trong vai Suzuki, với khả năng tấn công thuộc về John Wick lẫn Wolverine. Tôi xin dành một tràng pháo tay cho sự nhiệt tình này nha. Những đầu bút Suzuki cầm đều bắt đầu tỏa dáng lấp lánh. Khi tiếp xúc với thanh kiếm đó, vô số âm thanh kin 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 vang lên liên tiếp. Mặc dù đang chiến đấu nhưng nếu được chứng kiến, mấy ông sẽ thấy hai ánh sáng đỏ vàng hệt như đang nhảy múa cùng nhau trong làn sương mù. Riêng Alexia chỉ cảm thấy kinh ngạc. Rõ ràng Suzuki đang đấu ngang hàng với Fenrir khi mà hắn đang chiến đấu nghiêm túc. So với hội hiệp sĩ của Hương quốc Midgar, lính bảo vệ hoàng gia hay hội thất kiếm của đế quốc Vegata, Suzuki thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Còn Christina đã xác nhận được sức mạnh thực sự của Suzuki. Khi Alexia hỏi Suzuki thực ra là ai, Christina nói cô không biết, cô chỉ biết cậu đang có một gánh nặng lớn vì có một nhiệm vụ mà cậu phải hoàn thành. Alexia nắm chặt nắm đấm của mình khi nghĩ về nhiệm vụ của cô và khao khát có được sức mạnh để làm điều đó. Lúc này, Christina cũng đã giúp Claire đứng lên. Claire có vẻ vẫn còn đau vì đợt tấn công trước. Cả ba đều hướng mắt về phía trận đấu nhưng không ai có thể quan sát kịp. Claire ấn mạnh tay phải của mình để khắc một vòng tròn ma thuật. Trong sương mù, trận chiến giữa Fenrir và Suzuki vẫn tiếp tục. Fenrir đang dần lấy lại thế thượng phong khi mà đường kiếm đỏ dần để lùi ánh sáng vàng. Nanh máu Fenrir có tầm tấn công dài hơn nhiều so với một thanh kiếm bình thường và bút máy Suzuki thì lại quá ngắn. Kết quả là Fenrir đã vồ vập tấn công một chiều và Suzuki không còn cách nào khác ngoài việc phòng thủ. Fenrir tự tin bảo kết quả đã được quyết định và Suzuki cũng sẽ thấy khoảng cách giữa cậu và những người như hắn không bao giờ bị thu hẹp. Suzuki tự hỏi Fenrir nghĩ vậy thật à? Sau đó cậu nhảy khỏi mặt đất và ném bút vào Fenrir ngay khi còn lơ lửng trên không trung. 8 cây bút máy ngay lập tức biến thành chuỗi ánh sáng vàng, đâm xuyên qua không gian. Vậy là kết quả trận đấu này như thế nào? Liệu Fenrir có trúng chiêu của Chúa Hề hay không? Tất cả sẽ được tiết lộ trong video tiếp theo. Đừng quên nhấn like video và subscribe 2D Tộc để không bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn nào của chúng tôi nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.